Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp đã qua đời vào chiều ngày mùng 4 tháng 10 năm 2013, hưởng thọ 103 tuổi. Đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tặng quà người cao tuổi, hộ gia đình nghèo và có buổi làm việc tại xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông làm việc tại huyện Vệ Xuyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng năm 2013. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự và phát biểu tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 41 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sen Chín Ly làm việc tại huyện Đồng Văn nắm bắt tình hình công tác duy trì sĩ số học sinh trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Việt Nam, Võ Nguyên Giáp, đã qua đời vào chiều ngày 4 tháng 10 năm 2013 tại quân y Việt 108 Hà Nội, hưởng thọ 103 tuổi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quang Bình. Qua một hành trình dài, từ một nhà giáo, nhà báo, nhà sử học, nhà hoạt động cách mạng, Võ Nguyên Giáp đã trở thành một vị tướng kiệt xuất, một nhà chiến lược mưu trí, sáng tạo, một vị tổng tư lệnh văn võ song toàn, một nhà tổ chức hàng đầu của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Tên tuổi ông gắn liền với chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. Đại tướng được nhiều nhà nghiên cứu, nhà sử học, nhà quân sự trên thế giới đánh giá là một thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ 20 và là một trong những vị tướng vĩ đại nhất của mọi thời đại. Đại tướng là biểu tượng của nhiều thế hệ người dân về ý chí kiên cường và niềm tự hào dân tộc. Qua đời ở tuổi 103 do tuổi cao sức yếu, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của lực lượng vũ trang Việt Nam, vị tướng tài ba lỗi lạc đã và sẽ còn sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam và nhân dân yêu hòa bình trên thế giới như một biểu tượng về thiên tài quân sự, về lòng nhân ái và yêu thương con người. Bản tin của chương trình xin được tiếp tục với những tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và ngày vì người nghèo 17 tháng 10, vừa qua tại huyện Bắc Quang, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vàng đã đến thăm tặng quà một số người cao tuổi và hộ gia đình nghèo trên địa bàn của huyện. Đến thăm tặng quà hai cụ cao tuổi là cụ Nguyễn Thị Do, 94 tuổi, thôn Thống Nhất, xã Quang Minh và cụ Mai Thị Bật, 92 tuổi, thôn Nghĩa Tân, xã Tân Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vàng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các cụ cũng như tình hình kinh tế của gia đình. Đồng thời mong muốn các cụ luôn phát huy tinh thần tuổi cao, trí càng cao, nêu gương sáng cho con cháu học tập và noi theo là chỗ dựa tinh thần để bảo ban con cháu thi đua lao động sản xuất, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, trở thành những công dân gương mẫu. Vận động gia đình, thôn bản làm tốt công tác đại đoàn kết dân tộc, cùng chung tay xây dựng tỉnh Hà Giang ngày một phát triển chính quyền địa phương gia đình và toàn xã hội phải quan tâm chăm lo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cụ cao tuổi được sống vui sống khỏe tiếp đó đồng chí vương mỹ vàng đã đến thăm động viên và tặng quà hai hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn do thiếu sức lao động là gia đình ông hoàng văn trường thôn tân thắng xã hùng an và gia đình ông đỗ xuân hoàn thôn vinh ngọc xã tân quang tại đây phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đã chia sẻ với những khó khăn trong phát triển kinh tế của các hộ gia đình do thiếu sức lao động đồng chí mong muốn các hộ gia đình hãy luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn phát triển kinh tế xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc trong quá trình vươn lên đó chính quyền địa phương các ngành các tổ chức xã hội cần không ngừng quan tâm chăm lo tạo điều kiện giúp đỡ các hộ gia đình có điều kiện thuận lợi để phát triển Nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong 9 tháng vừa qua, đồng thời tháo gỡ một số khó khăn còn tồn tại, thúc đẩy sự phát triển chung của xã là những nội dung chính được đề cập tại buổi làm việc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vàng tại xã Thường Bình của huyện Bắc Quang. Thượng Bình là một trong số 4 xã vùng 3 của huyện Bắc Quang còn gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế xã hội toàn xã có 7 thôn với 368 hộ bằng 1.832 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm gần 50%. Do vị trí cách xa trung tâm huyện gần 300 km, địa hình chia cắt, giao thông gặp khó khăn đã khiến cho tỷ lệ hộ nghèo trong xã vẫn còn trên 41%. Hiện tại, hai thôn vùng cao của xã vẫn chưa được sử dụng điện lưới. Việc lựa chọn cây con trong sản xuất nông nghiệp cũng như việc xác định khâu đột phá của xã gặp nhiều trở ngại khắc phục những khó khăn đó trong thời gian qua đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc trong xã một mặt tích cực mở rộng sản xuất phát triển kinh tế bằng việc đưa các cây con có năng suất chất lượng cao vào sản xuất còn đóng góp nhiều ngày công vật liệu tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng chú trọng đến phát triển giáo dục và đào tạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội từng bước chuẩn hóa nâng cao chất lượng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức xã trong 9 tháng đầu năm 2013, hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đã đề ra đều đạt so với kế hoạch. Xong để Thượng Bình thoát ra khỏi xã đặc biệt khó khăn trong thời gian tới, nhân dân trong xã mong muốn nhà nước tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng như đường giao thông, đường điện, kênh mương thủy lợi và trụ sở thôn. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần tăng cường hỗ trợ vốn vay cho nhân dân mở rộng sản xuất phát biểu tại buổi làm việc phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vương mỹ vàng chia sẻ trước những khó khăn của xã thượng bình gặp phải đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân trong xã đồng chí đề nghị xã cần xác định rõ tiềm năng thế mạnh từ đó chọn ra một hoặc hai khâu đột phá để tập trung tổ chức thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chú trọng nâng cao giá trị hiệu quả trên cùng một đơn vị diện tích bằng cách thâm canh đưa các cây con có giá trị vào sản xuất với đội ngũ kế toán xã, kế toán trường học còn yếu về chuyên môn, cần phải có hướng giúp đỡ tổ chức đào tạo lại. Về xây dựng cơ sở vật chất, huyện Bắc Quang nên xem xét cho xã vay tiền đầu tư xây dựng trước sau khi có nguồn sẽ hoàn trả. Vấn đề quản lý tôn giáo, xây dựng cơ sở chính trị cần được xã đặc biệt quan tâm gắn với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tiến hành sơ kết việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngày 4 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông đã đi kiểm tra và làm việc với lãnh đạo huyện Vị Xuyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2013. Cùng đi có lãnh đạo các sở Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên môi trường, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Vị Xuyên tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Về sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt gần 52.000 tấn, vượt trên kế hoạch đề ra huyện cũng đã triển khai thực hiện quyết liệt các phương án đề án phát triển sản xuất chăn nuôi như phương án cải tạo, phục hồi giống cam sành địa phương với quy mô 40 hecta tại các xã Trung Thành, Việt Lâm, theo phương châm huyện hỗ trợ cây giống cam sành, kỹ thuật, chăm sóc, thuốc bảo vệ thực vật. Phương án phát triển vùng chè hữu cơ trên diện tích là 80 hecta tại xã Thượng Sơn và Cao Bồ mô hình đầu tư có thu hồi tại xã Ngọc Minh, các phương án cải tạo đàn trâu, cải tạo và phát triển đàn lợn nái, nuôi gà, bán chân thả vân vân. Việc triển khai cây vụ đông được huyện quan tâm với quyết tâm trồng 1.000 hecta. Đến nay huyện cơ bản cung ứng sống một số loại cây trồng chính cho nhân dân như ngô, khoai lang, cải salad. Về lĩnh vực công nghiệp thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định, thu ngân sách trong 9 tháng đầu năm ước đạt trên 396 tỷ đồng, đạt trên 70% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới được huyện tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ. Hiện nay 100% xã đã phê duyệt đồ án đề án quy hoạch nông thôn mới. Riêng đối với xã Điểm Việt Lâm đã xây dựng đạt 13 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa giáo dục y tế có sự chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định về tiến độ thực hiện công tác đo đạc bản đồ, đăng ký kê khai lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình cá nhân. Tính đến hết ngày 30 tháng 9, huyện đã thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ được tổng diện tích là trên 7.000 hecta hoàn thiện và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 475 hộ. Bên cạnh kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, huyện vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như việc đôn đốc triển khai sửa chữa, xây dựng một số công trình còn chậm, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra ở các mỏ quặng, việc khai thác lâm sản trái phép xảy ra thường xuyên. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của huyện trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã có nhiều mô hình hay, hiệu quả và có tính nhân rộng cao về lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông nhấn mạnh. Về phát triển kinh tế thì trong sản xuất nông nghiệp vị xuyên cần xác định phải xây dựng và phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, hàng hóa và quan tâm đến cái việc nâng cao giá trị sử dụng đất trên một đơn diện tích. Vì hiện nay vị xuyên thì không phải là còn vấn đề đủ ăn nữa mà là vấn đề làm giàu từ nông lâm nghiệp chúng ta có một cái tiềm năng rất lớn về cái quỹ đất điều kiện canh tác thuận lợi có đất có nước lao động chúng ta cái trình độ lao động chúng ta cũng khá hơn Ở trong đó thì tôi đề nghị phải tập trung làm vào một số cây một số con và công việc cụ thể cái thứ nhất là tập trung cho phục hồi cái diện tích cao quyết truyền thống cái này chúng ta đã có thương hiệu và chăm sóc theo quy trình việt ghép trồng thì phải đảm bảo là chất lượng phải chắc và phấn đấu vị xuyên phải có diện tích cam từ 3.000 ha trở lên từ đây cho đến giai đoạn từ nay đến 2020 cái thứ hai là xây dựng cái thương hiệu chè hữu cơ vì cái này là góp phần nâng cao cái giá trị về phát triển cây vừa đông phải xác định là trở trở thành vụ sản xuất chính cần làm quyết liệt hơn, chú trọng xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm đặc hữu. Ngoài ra thì cũng cần phải chú ý thêm có những cái giải pháp, biện pháp cụ thể để đảm bảo cái cái, cái đàn gia súc gia cầm cái cái tăng trưởng ổn định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông cũng đề nghị huyện Vị Xuyên cần tiếp tục quản lý và thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, tập trung làm tốt công tác xây dựng khu tái định cư và giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Bình Vàng giai đoạn 2. Tiến hành công bố quy hoạch, thu hút đầu tư một số công trình thương mại ở mốc 238, chuẩn bị tốt các điều kiện đưa dân ra mốc sinh sống phát triển thương mại, đẩy mạnh thu hút khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy sau quy hoạch trong xây dựng cơ bản thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn làm tốt công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn và công tác chống buôn lậu nhất là vào dịp cuối năm xây dựng nông thôn mới cần tập trung nguồn lực hoàn thành tiêu chí ở xã điểm xây dựng mô hình trong nông thôn mới trong đó quan tâm mô hình phát triển kinh tế có mức thu nhập cao làm tốt công tác an sinh xã hội chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đảm bảo tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Ngày 4 tháng 10, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Giang đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị định số 41 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự và chỉ đạo hội nghị. Sau 3 năm thực hiện nghị quyết 41 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, tín dụng nông nghiệp nông thôn, nông thôn trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Doanh số cho vay đạt gần 7.000 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt trên 6.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến hết tháng 8 năm 2013 đạt gần 4.000 tỷ đồng, chiếm 45% tổng dư nợ, tăng 51% so với năm 2010, với trên 138.000 khách hàng còn dư nợ. Bình quân dư nợ trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2010-2013 tăng 17% một năm. Vốn vay đã góp phần phát triển các mô hình cánh đồng thu nhập cao và xây dựng phát triển thương hiệu nông sản có giá trị cao, phát triển rừng nguyên liệu, cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân vùng nông thôn. Thảo luận tại hội nghị, đại diện các ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã nêu lên những thuận lợi cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết 41 và nêu lên những đề xuất là đề nghị chính phủ cần có những cơ chế thông thoáng hơn về các thủ tục và điều kiện vay để tạo thuận lợi cho nông dân tiếp cận được vốn vay của ngân hàng, đồng thời mở rộng đối tượng cho vay và có sự điều chỉnh về lãi suất để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện nghị định 41 của chính phủ đã góp phần tạo điều kiện cho nông dân được vay vốn một cách thuận lợi, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa nghị định 41 của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh ta, trong thời gian tới yêu cầu ngân hàng nhà nước tỉnh tiếp tục làm đầu mối phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch huy động vốn và cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Các tổ chức tín dụng tăng cường huy động vốn, ưu tiên đầu tư vốn cho phát triển nông nghiệp nông thôn, áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, cải tiến phương thức cho vay theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính phù hợp với từng khách hàng. Các cơ quan đơn vị địa phương cùng với các ngân hàng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị định 41 về chủ trương định hướng quy hoạch phát triển các ngành nghề nông thôn, sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời cần nêu những gương điển hình tiên tiến trong việc sử dụng nguồn vốn vay theo nghị định 41 để phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn có hiệu quả trong sản xuất. nhằm nắm bắt tình hình công tác duy trì sĩ số học sinh trên địa bàn, chỉ đạo địa phương tích cực vào cuộc khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Ngày 4 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sen Chín Ly và lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đồng Văn. Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sen Chín Ly cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tại một số trường học trên địa bàn xã Lũng Táo và thị trấn Đồng Văn, theo báo cáo của địa phương bước vào năm học 2013-2014 tỷ lệ huy động trẻ từ 0 đến 2 tuổi đến trường đạt 15,1%; tỷ lệ trẻ từ 3 đến 5 tuổi đi mẫu giáo đạt trên 88%; trẻ 5 tuổi đến trường đạt 99%; trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1 đạt 99,78%; tỷ lệ huy động học sinh từ 6 đến 14 tuổi đến trường đạt 98%. Học sinh tốt nghiệp cấp 2 tiếp tục theo học cấp 3 đạt 342 em, chiếm 44,58%. Tính đến ngày 27 tháng 9, trên địa bàn toàn huyện còn 652 em trong độ tuổi chưa huy động được đến trường. Trong đó, học sinh bậc tiểu học là 182 em, trung học cơ sở là 470 học sinh nguyên nhân chính là do một số cấp ủy chính quyền địa phương chưa quan tâm đến công tác giáo dục và đào tạo chưa có biện pháp quyết liệt để huy động học sinh đến trường việc huy động còn phó mặc cho nhà trường và các thầy cô giáo nhận thức của phụ huynh học sinh còn hạn chế đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn nhiều học sinh bỏ học theo cha mẹ đi làm thuê nhiều học sinh không thích đi học tình trạng lấy chồng sớm còn xảy ra phổ biến công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của đảng và nhà nước đến người dân còn hạn chế chưa kịp thời. Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đồng Văn, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sênh Trì chỉ rõ hậu quả của chất lượng giáo dục sẽ ảnh hưởng với lâu dài. Do đó đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là ngành giáo dục, các trường học trên địa bàn phải nhìn thẳng vào sự thật, tránh bệnh thành tích trong giáo dục, sớm ban hành các giải pháp huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, duy trì tốt sĩ số học sinh cấp ủy chính quyền huyện cần xây dựng nghị quyết chuyên đề, chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh công tác huy động học sinh đến trường, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các ban ngành đoàn thể, đội ngũ, già làng, trưởng bàn trong việc tuyên truyền vận động người dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của ban giám hiệu các nhà trường, vai trò của các thầy cô giáo, trước học sinh và nhân dân, cùng với đó tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, tạo môi trường thân thiện để thu hút học sinh đến trường tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu được cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về chế độ đối với học sinh. Thực hiện tốt chính sách thu hút giáo viên, quan tâm đào tạo giáo viên là con em đồng bào các dân tộc ở địa phương, thường xuyên quan tâm chăm lo, nắm bắt tình hình và thao gỡ khó khăn, giúp đội ngũ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phòng giáo dục và đào tạo huyện tiếp tục giả soát, sắp xếp lại các điểm trường cho phù hợp, tránh lãng phí giáo viên và các cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút sự hỗ trợ của các tập thể cá nhân để đầu tư cho cơ sở vật chất cho các trường học, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh đến trường học tập. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết lãnh đạo công tác biên phòng quý 4 năm 2013. Trong quý 3 năm 2013, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, xây dựng các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ đồn, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị duy trì tốt nền nếp chế độ công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ, củng cố các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chỉ đạo chặt chẽ công tác tổ chức học tập nghị quyết trung ương 7 tới toàn thể cán bộ đảng viên, duy trì tốt công tác đối ngoại giữa bộ chỉ huy bộ đội biên phòng với chi đội công an biên phòng châu vân sơn trung quốc và các đồn biên phòng với các trạm hội ngộ hội đàm đối diện về phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo quý tư tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết mệnh lệnh kế hoạch công tác biên phòng chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ cho các đoàn kiểm tra của cấp trên và tiếp tục duy trì các mô hình bộ đội biên phòng giúp dân các dự án xây dựng cơ bản dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn biên giới tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng chấp hành nghiêm kỷ luật pháp luật và an toàn khi tham gia giao thông Hội Cựu chiến binh khối doanh nghiệp và Đoàn Thanh niên khối doanh nghiệp vừa tổ chức ký kết chương trình phối hợp tăng cường bồi dưỡng lý luận cách mạng, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh khối doanh nghiệp và Đoàn Thanh niên khối doanh nghiệp nhằm mục đích phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần gương mẫu của lực lượng cựu chiến binh, tính chủ động, sáng tạo của đoàn thanh niên để tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng pháp luật và đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ. Theo nội dung ký kết, Hội Cựu chiến binh khối doanh nghiệp và Đoàn Thanh niên khối doanh nghiệp sẽ phối hợp chỉ đạo, triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thanh thiếu niên. Phối hợp tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Phối hợp quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, kịp thời nắm bắt thông tin góp phần ổn định tình hình thanh niên ở cơ sở. Phối hợp xây dựng tổ chức và tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Trên cơ sở nội dung ký kết, Hội cựu chiến binh khối doanh nghiệp và Đoàn thanh niên khối doanh nghiệp thống nhất định kỳ hàng năm sẽ sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện. Qua đó, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung hoạt động cho phù hợp, sát với thực tế ở từng cấp, từng đơn vị. Sáng ngày 5 tháng 10 tại sân quần vợt phường Quang Trung, Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh tổ chức giải quần vợt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 14 tháng 10. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn tới dự và tham gia thi đấu tại giải. Giải quần vợt lần này thu hút hơn 100 vận động viên đến từ các cơ quan và các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh. Giải thi đấu ở 6 nội dung. Đôi nam trên 51 tuổi, đôi nam từ 41 đến 50 tuổi, đôi giám đốc các doanh nghiệp đôi nam trên dưới 31 tuổi và đôi nam nữ phối hợp. Ngay trong trận đấu mở màn, các cặp thi đấu đã cống hiến cho khán giả những đường bóng đẹp, thỏa mãn sự mong đợi của những người yêu thích môn quần vợt. Tuy là những tay vợt nghiệp dư, nhưng các vận động viên đều thể hiện hết mình với những pha giao bóng mạnh mẽ, những đường trả giao bóng tinh tế kỹ thuật đã tạo nên các trận đấu đầy kịch tính. Với tinh thần của người vận động viên nói chung là tham gia cái giải để làm tham gia cái phong trào giải thể thao của tỉnh nhà nó có góp cái phần vui chung cho cái cái giải phong trào thể thao cho phát triển đi lên đấy, ngày một lớn mạnh đấy cũng là một cái mà mà lấy gương để cho các cháu đàn em để có những cái học tập uh, phấn đấu rèn luyện thể lực để rèn uh, luyện làm sao có sức khỏe phục vụ công tác lâu dài đấy, đấy, bản thân là cũng rất vui mừng được tham dự cái giải của doanh nghiệp này. Giải quần vợt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2013 nhằm động viên, khích lệ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động nói chung và trong khối doanh nghiệp nói riêng tích cực tham gia hoạt động rèn luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công việc, đồng thời tăng cường mối quan hệ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ công nhân viên của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua giải đấu lần này sẽ phát hiện những cầu thủ quân vượt trẻ có trình độ cao để tham gia các giải thi đấu lớn trong và ngoài tỉnh. Giải được tổ chức trong 2 ngày từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 10. Ngày mùng 4 tháng 10 Đài Phát thanh truyền hình tỉnh đã tổ chức lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận cho các học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dẫn chương trình phát thanh truyền hình. Lớp tập huấn do nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến trực tiếp giảng dạy trong thời gian 10 ngày, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ dẫn chương trình phát thanh, chương trình truyền hình là các phát thanh viên dẫn chương trình thuộc cán bộ Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh và các đơn vị có chuyên trang chuyên mục phát sóng trên Đài Truyền hình tỉnh Hà Giang. Với thời gian 10 ngày, các học viên đã được hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản như cách phát âm, kỹ thuật ngắt, nhấn, cũng như luyện đọc tin và bài dài đọc phản ứng nhanh, kỹ thuật đọc bình luận và kỹ năng phỏng vấn trên sóng phát thanh và truyền hình. Bên cạnh đó, học viên của lớp tập huấn cũng được hướng dẫn cách lấy hơi, tư thế ngồi qua các buổi thảo luận, thực hành, cách trang điểm khi xuất hiện trên truyền hình, qua lớp tập huấn giúp cho phát thanh viên, người dẫn chương trình phát thanh, truyền hình thể hiện đọc tin bài có truyền cảm, cuốn hút người nghe, người xem hơn. Việc mở lớp tập huấn này sẽ góp phần nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình của tỉnh trong thời gian tới đồng thời đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ công tác chuẩn bị đưa sóng truyền hình Hà Giang lên vệ tinh vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2014 là một trong những địa bàn trọng điểm của tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua công an thành phố Hà Giang cùng với các biện pháp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thì công tác tuyên truyền vận động người tham gia giao thông chấp hành luật giao thông cũng được công an thành phố quan tâm Coi đây là giải pháp kiềm chế tai nạn trên địa bàn. Trong vòng 3 tháng, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 của năm 2013, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Hà Giang và lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tổ chức phối hợp với chính quyền các xã phường và các trường tổ chức được 11 lượt tuyên truyền phổ biến thi tìm hiểu luật an toàn giao thông đường bộ, thu hút hơn 2.100 lượt người tham gia. Nội dung chủ yếu của các buổi tuyên truyền tập trung vào phản ánh những thiệt hại do mất an toàn giao thông gây ra, những nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ cũng như các biện pháp kiềm chế tai nạn khi tham gia giao thông. Một trong những đối tượng được lực lượng công an hướng đến trong công tác tuyên truyền là tầng lớp thanh niên và học sinh sinh viên. Để công tác tuyên truyền thực sự phát huy được hiệu quả, lực lượng công an thành phố Hà Giang đã huy động các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội tham gia tổ chức cho các tổ dân cư ký cam kết thực hiện tốt luật khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, tất cả các trường hợp vi phạm đều bị gửi thông báo vi phạm về nơi cư trú, công tác hoặc học tập, nhờ đó đã có tác dụng săn đe, giáo dục ý thức người tham gia giao thông. Với những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, đến nay tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố chuyển biến tích cực. Các lỗi vi phạm và số vụ tai nạn giảm đáng kể so với cùng kỳ. Trong 9 tháng năm 2013, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiền tệ như mở rộng tín dụng, cơ cấu lại thời gian trả nợ cho các doanh nghiệp tích cực tìm kiếm cho vay các dự án có hiệu quả, qua đó đã hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh. Theo đó, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đến ngày 30 tháng 9 năm 2013 đạt gần 9.000 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn huy động tại địa phương đạt 3.985 tỷ đồng, đạt 92% so với kế hoạch. Tổng dư nợ đạt trên 8.700 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện tốt việc kiểm soát cơ cấu và chất lượng tín dụng. Do vậy đến hết tháng 9, tổng nợ xấu của các ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng nhân dân là 73 tỷ đồng, chiếm 0,84% tổng dư nợ. Trong 3 tháng cuối năm 2013, tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các giải pháp về tiền tệ và hoạt động của các tổ chức tín dụng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, kiểm soát chặt chất lượng tín dụng, không để nợ xấu phát sinh. Đồng thời tiếp tục điều chỉnh cơ cấu tín dụng, tập trung vốn cho phát triển sản xuất xuất khẩu, cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho nông nghiệp nông thôn chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn để đảm bảo thanh khoản cho ngân hàng, đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu tín dụng và nhu cầu thanh toán của khách hàng. Tiếp tục chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 10 năm 2013. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Khu vực di tích quốc gia dụng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Giang, xin kính chào và hẹn gặp lại.